Thưa quý vị và các bạn, trong các lần tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, cử tri phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào về việc đề nghị công ty Hưng Hải quyết toán đối với dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật tổ dân phố Văn Nhuế đã dừng triển khai nhiều năm, một số hạng mục không thực hiện như phương án ban đầu. Theo quyết định 2355 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật thôn Văn Nhuế và dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Văn Nhuế, nay là tổ dân phố Văn Nhuế, có tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng. Đối chiếu với dự án được tỉnh phê duyệt thì có rất nhiều hạng mục thi công dang dở. Cái đường đoạn này thì đoạn thông chỗ này này là không làm nổi. Làm đến đầu này rồi, đầu đến kia người ta làm rồi. Định thông sang nhưng không làm được. Không cái đường nào nó hoàn chỉnh. Điện chiếu sáng của tổ dân phố thì cũng có đóng được mấy tháng, nhưng mà nó không phải tất cả là sáng tất đâu. Nó cũng tùy từng tuyến. Theo quyết định 2355 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật thôn Văn Nhuế và dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Văn Nhuế, nay là tổ dân phố Văn Nhuế, có tổng kinh phí trên 400 tỷ đồng. Đối chiếu với dự án được tỉnh phê duyệt thì có rất nhiều hạng mục thi công dang dở. Theo Sở Xây dựng, chủ đầu tư dự án cho biết việc một số hạng mục của dự án không được thực hiện như phương án ban đầu do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Để phục vụ cho việc quyết toán dự án, chủ đầu tư Sở Xây dựng Hưng Yên đã tiến hành hợp đồng kiểm toán độc lập theo quy định và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Tài chính thẩm định quyết toán dự án, giá trị đề nghị quyết toán trên 185 tỷ đồng. Tuy vậy, trong quá trình thẩm định quyết toán dự án, Sở Tài chính đã gặp một số khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định. Vì vậy, đến nay vẫn chưa có giải pháp tháo gỡ để dự án được quyết toán đảm bảo về thời gian, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Chính vì chưa được phê duyệt giá trị quyết toán chính thức nên hiện nay chính quyền địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn như hệ thống giao thông không đồng bộ, hệ thống điện chiếu sáng xuống cấp, không phân định rõ các khu đất nào của địa phương hay của dự án để quản lý. Hiện nay đường điện chiếu sáng do đã được làm nhiều năm nay, hiện nay xuống cấp rất trầm trọng và cái việc địa phương muốn đầu tư nhưng mà chưa bàn giao do đó không đầu tư được cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của địa phương và của nhân dân. Tổ dân phố Văn Nhuế. Thứ hai là đất đai thì hiện nay là địa phương chưa được bàn giao, do việc quản lý đất đai gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, các ngành chức năng cần sớm hoàn thiện quyết toán và bàn giao dự án để chính quyền địa phương có biện pháp quản lý, sửa chữa đảm bảo văn minh đô thị cũng như quản lý đất đai đi vào nền nếp.